Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Người thành công luôn biết chịu đựng, người thất bại giỏi chạy trốn. Bốn loại khổ nếu chịu đựng được giúp đời sang trang, thoát mọi khổ hạnh, chẳng mấy mà giàu sang. Chín chắn nhờ nghịch cảnh, thành công nhờ đường cùng. Bạn có thể chịu được bao nhiêu tủ thân, thành tựu sau này bạn đạt được sẽ càng nhiều. Kênh tìm kiếm đầu tư mời bạn cùng nghe và chiêm nghiệm. Chịu đựng gian khổ là để định hình lại chính mình. Một vị giáo sư Đại học Bắc Kinh đã giải thích về sự khó khăn trong cuộc sống như sau. Trong mắt nhiều người, gian khổ là làm việc chăm chỉ, gian khổ là phải thức khuya, là không sợ khó nhọc. Trên thực tế, đây hoàn toàn không phải là khó khăn thực sự. Một người có thể thực sự chịu đựng khó khăn nếu họ tập trung thời gian và sức lực vào những việc mình muốn làm vì mục tiêu của bản thân. Dám vứt bỏ tất cả những điều khiến mình thoải mái và hạnh phúc, rồi chăm chỉ làm việc đến cùng. Trong cuộc sống, nếu không chủ động chịu thách thức, sẽ phải thụ động gánh chịu những thất bại lớn lao. Nếu không chủ động chịu đựng gian khổ, thì sẽ thụ động gánh chịu những khó khăn của cuộc sống. Chịu đựng gian khổ cũng là một bước đào tạo nên thành công. Người nào có thể chịu đựng được bốn kiểu gian khổ sau đây, sẽ có cuộc sống ngày càng khấm khá, không lo nghèo khó. 1. Nỗi khổ khi suy nghĩ để phá vỡ nhận thức. Phát triển thói quen suy nghĩ là bước đầu tiên để một người tiến về phía trước. Suy nghĩ không chỉ cho phép mọi người nhìn rõ bản chất của sự việc mà còn cải thiện khả năng tự nhận thức. Yena, Trung Quốc, mới tốt nghiệp đại học, cô ở thành phố hạng nhất để làm việc với mức lương từ 4.000 đến 5.000 nhân dân tệ một tháng. Cô làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng sau khi trừ các chi phí, cô chỉ còn lại rất ít tiền tiết kiệm. Cuộc sống khiến Yena không thể nhìn thấy tương lai, nên cô rất lo lắng. Làm thế nào để nâng cao kỹ năng làm việc của mình? Làm thế nào để có chỗ đứng ở các thành phố lớn? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Yena nhận thấy công việc bận rộn lặp đi lặp lại, nhưng không mang lại giá trị cao. Khi đã hiểu rõ tình trạng hiện tại, Yena bắt đầu có kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai. Bằng sự chăm chỉ không ngừng, cô đã được nhận chương trình cao học tại một trường đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô vào làm việc tại một công ty lớn, có mức lương hơn 10.000 nhân dân tệ. Có rất nhiều người trong cuộc sống rơi vào những công việc lặp đi lặp lại, tưởng chừng như rất vất vả nhưng lại chẳng mấy hiệu quả. Chỉ khi giỏi tư duy và tổng hợp, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi suy nghĩ cố định và tránh được những nỗ lực vô nghĩa. Không chịu khổ não sẽ phải gánh chịu gian khổ cuộc đời. Người lâu ngày không vận dụng trí óc sẽ dễ dàng đánh mất chính mình trong sự hỗn loạn và xích mích nội tâm. 2. Nỗi khổ kỷ luật để tránh tầm thường. Trên đời không bao giờ có may mắn từ trên trời rơi xuống. Đằng sau thành công mà bạn trông thấy là sự kiên trì ngày qua ngày mà mọi người xung quanh đang nỗ lực. Triết gia Kant sống rất kỷ luật, ông từng chia sẻ, cuộc sống của bạn thế nào là do bạn quyết định. Ông đã xây dựng cho mình một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi cụ thể và nghiêm túc thực hiện. Trong nhiều năm, ông hoạt động như một cỗ máy với độ chính xác cao và không bao giờ thay đổi. Mỗi buổi sáng từ 9 đến 12 giờ 45 phút là thời gian ông dành cho hoạt động viết lách và ông sẽ không bao giờ trì hoãn. Sự tự giác khổ hạnh này đã giúp ông hoàn thành xuất sắc 3 tác phẩm nổi tiếng: Phế phán lý tính thuần túy, Phế phán lý tính thực tiễn và Phê phán phán đoán. Sau một ngày làm việc bận rộn, Kant đúng 3 giờ 30 phút chiều ra ngoài đi dạo. Cùng lúc đó, chuông nhà thờ vang lên. Có lẽ trong mắt nhiều người, tính kỷ luật tự giác của Kant quá khắc khổ, thậm chí là một kiểu tự hành hạ bản thân. Nhưng chính cuộc sống vô cùng kỷ luật này đã giúp ông đạt được hiệu quả lớn trong công việc. Kant cho biết, kỷ luật tự giác khiến chúng ta khác biệt, nó khiến chúng ta sống ở một đẳng cấp cao hơn và mang lại một cuộc sống tự do. Chỉ khi một người chịu đựng đủ kỷ luật tự giác, thì người đó mới có thể tránh được sự tầm thường. 3. Nỗi khổ của sự cô đơn sẽ tích lũy sức mạnh. Nhà văn Lưu Tông, Trung Quốc từng nói, cô đơn là khi một mình bạn có thể trở thành cả thế giới. Một người có thể tận hưởng sự cô độc sẽ đạt được năng lượng tốt hơn. Quang Su, Trung Quốc là một kiến trúc sư nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã rất thích đọc sách, vẽ tranh. Ước mơ của anh là trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên khi đăng ký dự thi đại học, bố mẹ anh cho rằng con đường nghệ thuật khó mưu sinh nên yêu cầu anh chọn chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Anh nghe theo ý kiến bố mẹ
nhưng về sau kết quả học tập không tốt. Ra trường, Quang Su làm việc tại một công ty nhỏ, nhưng thấy nhàm chán nên đã nghỉ việc. Trong 10 năm tiếp theo, mặc dù công việc Quang Su không liên quan đến hội họa, nhưng anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về ước mơ thuở nhỏ của mình. Anh thích đọc sách, uống trà, đi dạo quanh các con phố và vẽ tranh. Không chỉ vậy, anh còn dành thời gian tới các công trường, quan sát tỉ mỉ từng viên gạch, bức tường, khung cảnh thiên nhiên xung quanh để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn. Đặc biệt, anh đã tự biến căn hộ của mình thành một khu vườn nhỏ xinh xắn. Việc thu thập và nghiên cứu dữ liệu lâu dài đã thay đổi những quan niệm cũ của Quang Su và giúp anh hình thành nên phong cách kiến trúc độc đáo. Cuối cùng, anh nhận được giải thưởng Pritzker, giải thưởng cao nhất về kiến trúc, đồng thời là người Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng này. Khi được phóng viên hỏi về bí quyết thành công, Quang Su xúc động trả lời: "Tôi muốn cảm ơn những năm tháng cô đơn đó." Còn nhà văn Ninh Viễn, Trung Quốc, từng chia sẻ: "Việc một người làm việc trong lúc cô đơn sẽ quyết định sự khác biệt căn bản giữa người đó và người khác. Chỉ khi chịu đựng đủ nỗi cô đơn, bạn mới có thể đạt được phiên bản tốt hơn của chính mình." 4. Nỗi khổ của sự tổn thương để khiến trái tim thêm mạnh mẽ. Tiểu Trương, Trung Quốc, là một nhân viên bán hàng. Anh thường rơi vào trạng thái hồi hộp khi đi gặp khách hàng. Đối mặt với những khách hàng xa lạ, anh không dám nhìn thẳng vào mặt họ, thậm chí nói lắp bắp không thành câu. Còn lòng bàn tay và áo sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi, dĩ nhiên là kết quả của cuộc đàm phán thất bại. Sau này, Tiểu Trương hỏi ý kiến đồng nghiệp của mình về những mẹo bán hàng. Anh nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa bản thân và đồng nghiệp là khi giao tiếp với khách hàng. Anh trở nên ngại ngùng, tự ti, lo sợ làm tổn hại lòng tự trọng. Hóa ra, việc quá quan tâm đến thể diện và không bày tỏ tốt những yêu cầu của mình chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Tiểu Trương. Sau khi tìm ra mấu chốt, Tiểu Trương nhiều lần dặn bản thân mỗi khi đối diện với khách hàng: "Không có gì phải xấu hổ cả. Dù có thất bại, tôi cũng sẽ không mất gì." Nhờ bí quyết này mà Tiểu Trương đã trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty, được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh. Có một câu nói này trong Reply 1988: "Con người thực sự trở nên mạnh mẽ hơn không phải khi họ bảo vệ lòng tự trọng của mình, mà là khi họ gạt bỏ lòng tự trọng đúng lúc. Con người càng kém cỏi thì lòng tự trọng của họ càng mạnh mẽ. Người thật sự trưởng thành mới dám buông bỏ sĩ diện, thoải mái sống thật. Họ hiểu rằng phẩm giá thật sự của con người đến từ một trái tim kiên cường và kiên định. Chịu đựng gian khổ là để định hình lại chính mình. Chấp nhận đau khổ một cách thụ động, giống như rắc muối vào vết thương, khiến vết thương trở nên đau đớn. Nỗi đau của sự tích cực rất thần kỳ, giống như chiếc máy đánh bóng, khiến con người trở nên tốt hơn. Vì thế, hãy để những đau khổ ý nghĩa đó trở thành nguồn năng lượng giúp thay đổi vận mệnh của bạn. Người thành công biết chịu đựng, người thất bại giỏi chạy trốn. Bạn dũng mãnh bao nhiêu, khó khăn sẽ yếu đuối bấy nhiêu. Thế gian này không có bữa cơm miễn phí, đời người vui buồn, mỗi thứ một nửa. Đằng sau cái gọi là thành công là vô số những sự đắng cay, xót xa. Trong những năm tháng tối tăm ấy, họ phải chịu đựng những nỗi khổ mà người khác không chịu đựng được, những nỗ lực họ bỏ ra dù không được công nhận. Nhưng càng là những trải nghiệm khó khăn, càng để lại nhiều dư vị xứng đáng. Một người muốn biến thân thật hoa lệ, nhất định phải trải qua hai kiếp nạn, một là nghịch cảnh, hai là bước đường cùng. Chỉ trong nghịch cảnh, chúng ta mới nhìn thấu được thói đời, thế sự và chạm được tới những cái bản chất nhất của cuộc sống. Chỉ trong bước đường cùng, ta mới biết cuộc sống nó đáng quý tới nhường nào. Lúc này, bản năng sinh tồn sẽ phát huy tối đa tiềm năng của bạn. Đây chính là ân huệ mà bước đường cùng đem lại cho bạn. Che chịu đựng suốt 4 năm chỉ mọc ra 4cm, để rồi bắt đầu từ năm thứ 5, phát triển mạnh mẽ, chỉ trong vòng 6 tuần, có thể cao tới 15m. Hoa sen trong suốt 29 ngày mới chỉ nở được nửa cái hồ, nhưng tới ngày thứ 30, chỉ trong một đêm, chúng có thể nở đầy ấp hồ. Đây chính là sức mạnh của việc chịu đựng. Nó là nguồn năng lượng tích lũy để một ngày nào đó ta bùng phát ra bên ngoài. Phàm là những thứ không đánh bại được bạn, sau này nhất định hữu dụng với bạn, khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thế gian này, khổ nạn là cân bằng. Hôm nay bạn tránh không muốn chịu khổ, sau này nó nhất định trả lại bạn gấp đôi. Đắng cay và ngọt ngào không độc lập mà cùng tồn tại cân bằng, giống như bóng tối và bình minh, thất bại và thành công.
Khi bạn đang ở một đầu, chỉ có chịu đựng mới có thể dẫn bạn đến đầu kia. Người bình thường và người tài giỏi, khi rơi vào nghịch cảnh và bước đường cùng, đều sẽ cho ra những trình độ xử trí khác nhau. Những nhận thức, tri thức, tư duy phía sau sẽ quyết định thành bại của họ. Người bình thường oán trách số phận, đối mặt một cách tiêu cực, rồi dần dần để bèo dạt mây trôi. Người tài giỏi thì ngược lại, luôn tích cực suy nghĩ, nắm bắt cơ hội, nhìn thấu chân tướng, rồi từ từ đứng lên sống sót qua tuyệt vọng. Bạn chịu đựng được mức độ tủi thân nào quyết định bạn trở thành loại người ra sao? Một người không biết bơi, đổi bể bơi không thể giải quyết được vấn đề. Một người không biết làm việc, đổi công việc không thể giải quyết được vấn đề năng lực. Một người không biết đối đãi, cư xử trong tình yêu, đổi bạn trai, bạn gái không giải quyết được vấn đề. Một người không biết cư xử với người thân, có đổi vợ, D-O-I-C-H-O-N-G cũng không giải quyết được vấn đề. Một người không hiểu luân lý nơi làm việc tuyệt đối không thể thành công. Tôi là căn nguyên của mọi vấn đề, muốn thay đổi tất cả, trước tiên, hãy thay đổi bản thân. Học hỏi là cái gốc nếu muốn thay đổi bản thân. Bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Thế giới của bạn do chính bạn tạo ra. Tất cả của bạn đều là do bạn tạo ra. Vượt qua giới hạn của bản thân để tạo ra thành công. Hầu chúng ta đều đang sống trong một khuôn khổ hàng ngày, lặp đi lặp lại. Đôi khi, sự lặp đi lặp lại này khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán với cuộc sống. Ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình là điều mà nhiều người mắc phải. Thay vào đó, chúng ta nên học cách vượt qua giới hạn của bản thân. Giới hạn bản thân là gì? Giới hạn được xem là một ngưỡng nào đó mà con người tự đặt ra cho mình, hoặc có thể chính là do cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Ở định nghĩa khác, giới hạn còn có nghĩa như không được phép vi phạm, không thể bước qua được. Nhìn xa ra thế giới bên ngoài, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều có giới hạn và định mức riêng. Kể đến như tốc độ tối đa của một chiếc xe máy, dung tích 50cc là 50 km/h, hay nhiệt độ sôi giới hạn của nước là 100 độ C. Con người cũng có những giới hạn của riêng mình. Thực tế giới hạn của mỗi người là do chúng ta tự đặt ra. Chính vì điều này mà đã ra đời sách kỷ lục Guinness, là cuốn sách ghi lại những thành tích vượt trội của nhiều người, là những người đã vượt qua giới hạn của con người để ra. Giới hạn cũng được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, như giới hạn là điều cần thiết nên có trong các mối quan hệ. Nó sẽ là vòng tròn an toàn bảo vệ bạn khi cần thiết, và cũng là khoảng cách cần thiết để bạn có thể tự do sống với những suy nghĩ của mình. Tại sao phải vượt qua giới hạn của bản thân? Thoát khỏi vòng an toàn của bản thân. Từ khi sinh ra và lớn lên, chúng ta thường bị áp đặt vào một khuôn khổ chung, chỉ được phép làm những việc nên làm trong một giới hạn cho phép. Chính vì điều này đã khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán với cuộc sống xung quanh, do mọi thứ đều lặp đi lặp lại theo một vòng tròn. Việc giới hạn bản thân trong một khu vực an toàn khiến bạn dần trở nên yếu đuối, ngại khó khăn và thử thách. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra, sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Do đó, chúng ta cần nhận thức được giới hạn của bản thân, định vị được bản thân và tìm cho mình lối đi thích hợp. Sau khi vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ thấy nhìn thấy được con người mới trong mình và tạo ra những giá trị tích cực hơn trong cuộc sống. Tạo lập cuộc sống của riêng mình. Chúng ta thường sống theo một cuộc sống được lập trình sẵn, một chu trình phát triển mà bất kỳ ai cũng đi theo. Có thể kể đến như việc ta sinh ra, lớn lên học tập, đi làm và lập gia đình như bao người khác. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lựa chọn hướng đi khác, vượt qua giới hạn của bản thân và chọn con đường của riêng mình. Một ví dụ điển hình mà chắc hẳn ai cũng biết đó chính là tỷ phú Bill Gates, hiện là ông chủ của công ty lớn nhất thế giới Microsoft Office. Ông đã chọn một lối đi khác cho riêng mình, vượt qua giới hạn bản thân và định kiến xã hội. Thay vì học đại học và đi làm như các bạn đồng trang lứa, ông đã lựa chọn con đường khởi nghiệp. Ông đã cùng người bạn của mình thành lập Microsoft và trở thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Tìm hiểu những khía cạnh mới của bản thân. Có thể thấy, việc dám vượt qua giới hạn của bản thân, bạn sẽ tìm ra được những khía cạnh mới của bản thân và tạo nên những thành công mà chính bạn cũng không thể ngờ đến. Chúng ta thường bị áp đặt bởi lời nói và nhận xét của những người xung quanh mình. Đã có rất nhiều người tự ti rằng mình không phù hợp với lĩnh vực này do nghe những lời nhận xét áp đặt từ người khác.
Điển hình như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, được biết đến là nhà sáng lập chuỗi cà phê Trung Nguyên Cà Phê nổi tiếng. Ông là một trong những đại gia giàu nhất tính đến hiện tại. Nhưng chúng ta không thể biết rằng quá khứ của ông, 17 tuổi một mình đến Sài Gòn, bỏ học trường y, đạp xe đi mua từng bao cà phê thô. Ông đã từ bỏ con đường mà nhiều người ngưỡng mộ và ước ao để tạo ra những giá trị riêng cho mình. Ông đã có thể tìm ra những khía cạnh mới của bản thân, đó chính là niềm đam mê với cà phê và lựa chọn không đi theo lối mòn cũ đã được sắp đặt. Đôi khi, không phải mọi thứ mà người khác nói về mình đều đúng. Do đó, bạn nên là người tự khám phá bản thân và tạo ra con đường mới cho chính mình. Vượt qua giới hạn bản thân là bàn đạp để bạn tìm hiểu những khía cạnh mới của bản thân, chạm đến ước mơ của riêng mình. Mỗi người đều có những giới hạn bản thân khác nhau mà có thể bạn chưa biết hoặc cũng có thể đã khám phá ra. Vượt qua được giới hạn bản thân sẽ là con đường dẫn bạn đến ước mơ của chính mình. Bạn sẽ tìm ra những khía cạnh khác của mình và hiện thực hóa ước mơ, tự tạo ra cuộc sống cho chính mình. Trong cuộc sống, luôn có những định kiến ngăn cản chúng ta đến với khát vọng và hoài bão của mình. Kể đến như là định kiến phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối, do đó không nên làm các ngành điện tử, cơ khí. Hay phụ nữ không tháo vát bằng đàn ông, nên không thể tham gia vào các công việc như mang tính chất học thuật. Đây đều là những định kiến đã cũ áp đặt lên cuộc sống chúng ta. Thay vào đó, bạn hãy là người phá bỏ những định kiến này bằng cách vượt qua những giới hạn của bản thân. Khi bản thân chịu chút đau khổ mà lầm tưởng đó là cố gắng, nếu giấc mơ của bạn quá dễ dàng thành công thì đừng gọi đó là ước mơ. Nói đơn giản, trong cuộc sống thực tế, giữa công sức và kết quả thường sẽ không có thu hoạch ngay lập tức. Diễn viên Châu Tinh Trì từng nói một câu, nếu làm người không có ước mơ thì có khác biệt gì con cá ướp muối. Câu nói đó cũng đã khích lệ mấy thế hệ người. Ước mơ này là một thứ quan trọng như vậy đó, thật sự chính là một ly nến sáng của đời người. Nguyên nhân của mỗi con người thành công đều không giống nhau, nhưng họ đều sẽ không quên nói với bạn rằng, bất luận đến thời điểm nào, cũng đừng quên đi ước mơ là động lực chính yếu của họ. Nhờ vậy mà lý giải thông thường nhất về ý nghĩa nhân sinh của một thế hệ người chúng ta chính là kiên trì với ước mơ, rồi đến cuối cùng thực hiện nó. Điều đáng ghét mà có ít người bằng lòng đối mặt là ước mơ của phần lớn mọi người vĩnh viễn. Đúng vậy, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Bạn không nghe nhầm, ước mơ của phần lớn mọi người mãi cũng chẳng thể thực hiện được. Tại sao? Tất cả những điều mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống của chúng ta, về cơ bản có thể được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất được xác định bởi sự ngẫu nhiên, như khi tung con xúc xắc. Loại thứ hai được xác định bởi năng lực, ví dụ bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp 6, chạy vượt rào. Loại thứ ba cũng là loại chúng ta thường gặp nhất, được xác định bởi cả năng lực và ngẫu nhiên, chẳng hạn như kinh doanh, đầu tư, tình yêu hoặc ước mơ. Lý do tôi luôn nói với những người trẻ tuổi về những bậc thầy gắng chí không tiếc mọi giá để theo đuổi ước mơ, đến khi cảm thấy chán ghét cực độ, là ước mơ của hầu hết mọi người không phải là xổ số thuần túy, nhưng tuyệt đối là do sự ngẫu nhiên chủ đạo. Trong sự ngẫu nhiên mạnh mẽ trước mặt thì dù bỏ ra công sức mồ hôi nhiều hơn cũng giống như ngày đêm bên cạnh con xúc xắc, háo hức nhìn xuyên qua quy luật, nhưng sự thực là bạn không thể kiểm soát được nó. Tôi nghĩ rằng khi một người còn trẻ làm mỗi một việc đều có thể phân biệt rõ ràng tỷ lệ ngẫu nhiên và chấp nhận nó một cách bình tĩnh. Và theo tôi đây là tài sản quý giá nhất. Vậy thì trong ước mơ của bạn, may mắn có đóng một vai diễn quan trọng hơn không? Khi bạn nhận thức sâu sắc về sự ngẫu nhiên của vấn đề này, có lẽ bạn sẽ không có cái nhìn tốt, có phải vẫn tiếp tục kiên trì chứ? Đối với tôi mà nói, thì ước mơ luôn luôn đáng để theo đuổi. Bạn hỏi, nếu đến cả ước mơ cũng thực hiện không được, vậy còn có chuyện gì đáng để nỗ lực nữa? Khi tôi nói những điều này, ắt hẳn sẽ có người nói rằng, bạn đừng thổi tắt ngọn nến của người khác, khi bạn đang sở hữu ánh sáng của riêng mình. Bạn không thể phủ định mọi người chỉ bởi vì bản thân không thích, thật là khó hiểu, đúng không? Dù bạn vừa nghe xong đoạn con xúc xắc của tôi về tính ngẫu nhiên, bạn cũng sẽ biết rằng tôi chưa từng cảm thấy nỗ lực là một chuyện không đáng quan tâm. Nhưng vấn đề bây giờ là, vậy cuối cùng cái gì mới được coi là nỗ lực xứng đáng? Tôi xin kể một câu chuyện thế này. Năm ngoái vào thời điểm này, tôi và bạn bè của mình đã đi về tỉnh để làm nghiên cứu kinh doanh quần áo và quyết định đi khảo sát cửa hàng. Bởi vì
Đêm trước ở bên ngoài chơi với bạn bè đến lúc hết hứng thì cũng đã khá muộn. Tôi lo lắng sẽ ngủ dậy muộn làm trễ chuyến bay, nên chọn luôn ngủ ngoài quán cà phê 24H, trực tiếp dựa trên ghế sofa cả một đêm. Đó là lần đầu tiên tôi lên miền cao, tháng 11 trời rất lạnh. Lấy không đủ quần áo, xuống máy bay thì bị đau đầu. Và bởi vì không có đặt vé trước, sau khi ga tàu mới mua vé xe lửa, phát hiện chỉ còn lại vé đứng. Thế là sau một đêm không ngủ, lạnh đến chóng mặt hoa mắt, lại phải đứng hơn 2 giờ trên xe lửa. Giây phút đặt chân đến vùng cao, tôi cảm thấy nỗ lực của mình đúng là không dễ dàng gì, trong tương lai nhất định sẽ ghi vào hồi ký. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, những thứ được xem là cố gắng này không có chút liên quan gì với việc làm tốt sự nghiệp kinh doanh quần áo của tôi cả. Huống hồ, nếu tối hôm trước tôi có thể lên giường ngủ sớm hơn một chút, chuẩn bị thêm chút quần áo, đặt sẵn vé xe lửa trên mạng, hoàn toàn có thể thoải mái mà đến cùng một điểm đến. Sự việc lần đó như bức tranh thu nhỏ của rất nhiều việc trong cuộc sống hơn 20 mấy năm của tôi. Đắm chìm trong những hành vi không có sự giúp ích trực tiếp đến kết quả, chỉ vì bản thân chịu chút đau khổ mà lầm tưởng rằng đó là cố gắng. Khi tôi cuối cùng cũng ý thức được rằng tôi không phải là người duy nhất xem những hao phí vô nghĩa đó thành sự cố gắng, thì đột nhiên phát hiện hóa ra trong cuộc sống, những người mà tôi cảm thấy rất cố gắng có lẽ không thật sự cần cù như vậy. Nếu kiên quyết hành động theo phương hướng đúng đắn, cũng không khó để vượt qua họ. Vì sự lý giải của thế hệ chúng ta, cần cù và cố gắng hầu như tất cả đều đến từ trường học. Chính xác hơn là trong hơn 20 mấy năm đầu của cuộc sống, những người cố gắng nhất trong mắt chúng ta chính là những người dốc hết sức đọc sách và giải bài. Trên thực tế, sự lý giải như vậy khá phiến diện, vì bản thân đọc sách và giải bài đều tồn tại vì một mục đích vô cùng sáng rõ, chính là vượt qua thi cử. Sự cần cù này vô cùng thuần túy, thời gian ôn tập càng nhiều, cường độ ôn tập càng cao. Thông thường mà nói, đều có thể trực tiếp nâng cao điểm thi cử. Mối liên hệ giữa chúng rõ ràng mà trực tiếp, ai xem cũng hiểu hết. Nhưng chỗ tuyệt diệu của cuộc sống lại có rất nhiều việc trước khi ta chưa làm đến một mức độ nào đó thì hoàn toàn không thể hiểu được. Một người có thể có được năng lực đáng quý nhất đều giống với việc nắm vững được một ngôn ngữ. Cố gắng mà bạn bỏ ra không thể lập tức nhận được sự báo đáp. Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài cũng chẳng có thu hoạch gì, mãi đến sau khi tích lũy đến một giai đoạn nhất định, đột nhiên bùng lên sức mạnh to lớn, ngay cả bản thân bạn cũng không rõ tất cả những việc này đã xảy ra như thế nào. Ví dụ như rèn luyện thân thể, học tập sáng tác hoặc là làm ăn kinh doanh. Khi bạn đã trải qua đủ các kỹ năng mà bạn có được, khi sự thay đổi số lượng cuối cùng cũng dẫn đến sự thay đổi chất lượng. Phần lớn mọi người cả đời cũng khó mà hy vọng đạt được, không phải vì họ quá ngu ngốc mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì họ quá thông minh rồi. Nguyên lý cơ bản nhất làm xuất hiện hành động của con người được gọi là phản xạ. Chúng ta là giống loài cần lập tức được báo đáp. Vì vậy, sự hiểu biết của phần lớn mọi người đối với thế giới này là chưa sâu. Nhưng trong nhiều tình huống, sự vật lại phát triển theo hình thức rung động, ẩn nấp trong thời gian dài rồi sau đó bùng phát đột phá. Bây giờ, tôi thường hay cảm thấy con người trong giai đoạn thiếu niên sẽ dễ nắm bắt được ngôn ngữ, nhạc cụ, mỹ thuật, những tài nghệ mà sau khi trưởng thành rất khó học được. Không phải vì khi còn bé đã là thông minh bẩm sinh, mà là trẻ con rất ít khi mỗi tuần chất vấn một lần bản thân đã thu hoạch được bao nhiêu, đều là âm thầm luyện tập rất nhiều năm, mãi đến lúc học được mới biết ồ, bản thân đã học được rồi. Sau khi rời khỏi trường học, khi chúng ta gặp phải rất nhiều việc không còn như sự gắn kết chặt chẽ giữa giải đề và thi cử, rất nhiều người nỗ lực đều bỏ cuộc dễ dàng, mà sự cố gắng đáng quý nhất là chọn một con đường đúng. Phải chăng trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ có một điểm thắt, sau khi vượt qua mọi thứ đều sẽ trở nên tốt lên. Lúc học cấp 2, thầy cô nói với bạn rằng tỷ lệ bị loại trong tuyển sinh vào lớp 10 là cao nhất, chỉ cần vượt qua được, vào cấp 3 rồi là mọi thứ sẽ tốt thôi. Nhưng sau khi vào cấp 3 thì phát hiện không phải như thế, thầy cô cấp 3 lại nói thi đậu đại học là vào thiên đường rồi. Vì thế, bạn thi đậu vào đại học vẫn là những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt, trống rỗng, mờ mịt. Ba mẹ, thầy cô lại nói với bạn, tìm được việc làm là mọi thứ sẽ tốt thôi. Sau khi đi làm phát hiện phiền não và lo âu cũng vẫn còn đó. Bạn gái cho bạn xem câu chuyện của người thành công nọ, nói với bạn rằng, đợi sự nghiệp của bạn đạt được thành tựu rồi là sẽ tốt thôi. Bạn đã phát hiện chưa, thật ra ở mỗi một giai đoạn của đời người này, đều sẽ có những đau khổ và lo âu mới khác nhau, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
không có điểm dừng. Tuyệt đối sẽ không vì bạn vào đại học, sự nghiệp thành công, cưới được nữ thần là từ đây hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng mỗi giai đoạn cũng có niềm vui của mỗi giai đoạn, không thể thay thế được. Cuộc sống không phải là chuyện cổ tích của Anderson, cũng không phải là phim điện ảnh Hollywood. Từ giây phút lọt lòng mãi đến tận cùng của sinh mệnh, đều không tồn tại điểm thắt nào sau khi vượt qua mọi thứ hạnh phúc mỹ mãn vô âu vô lo. Mỗi một năm tháng đều có giá trị tồn tại của nó, không có sự phân biệt giữa giàu nghèo cao thấp, đều không nên bị phụ lòng. Tôi có thể nghĩ đến việc làm ngốc nghếch nhất trong đời người này, chính là đặt hết toàn bộ niềm hy vọng của cả đời vào một điểm thắt nào đó trong tương lai, mà lơ là mất niềm vui vốn có của cuộc sống. Dù cho sau này bạn thật sự thực hiện được mục tiêu trong chấp niệm đó, mới phát hiện nó không đẹp như bạn đã nghĩ. Niềm vui lúc còn trẻ cùng anh em chơi bóng rổ, uống coca trên sân trường, là rượu vang và golf của sau này không thể thay thế được. Nhất là ở các bạn nam, đừng lúc nào cũng nghĩ đợi có tiền rồi như thế này như thế kia. Trước tiên không nói đến rất có thể sau này bạn sẽ không có nhiều tiền, mà nên nhớ rằng, dù là có tiền rồi thực sự cũng không thể thế nào cả. Sinh mệnh ở ngay mỗi một ngày của cuộc sống, tất cả chấp niệm đều là vô căn cứ, chung sống vui vẻ với những người xung quanh. Nghiêm túc sắp xếp hoạt động của mỗi một ngày, dùng tâm cảm nhận cõi lòng của mỗi một ngày, chính là ý nghĩa của cuộc sống. Đây thực sự là điều mà tôi muốn chia sẻ nhất với các bạn. Những việc không thể lập tức nhận được báo đáp, vẫn có thể giữ được sự chuyên chú và nhiệt tình 10 năm như một. Có lẽ kết quả cuối cùng không đủ để bạn là số 1, nhưng đủ để vượt qua nhiều người. Kênh Tìm Kiếm Đầu Tư xin chia sẻ thêm tới các bạn 3 câu chuyện truyền cảm hứng, cho bạn thêm động lực đứng lên một lần nữa. Có một loại thành công, được gọi là không bao giờ bỏ cuộc. Có một loại thành công, được gọi là tiếp tục cố gắng. Mỗi con đường mà chúng ta đã chọn, cho dù có phải bỏ chúng ta cũng phải đi hết con đường ấy. Bởi một khi bắt đầu, thì chúng ta không thể dừng lại và quay lại nữa. Đây mới được gọi là sự kiên trì bền bỉ thực sự. Mong rằng những câu chuyện nhỏ sau đây có thể tiếp thêm cho các bạn chút động lực để kiên trì đến cùng. Câu chuyện số 1, không bao giờ bỏ cuộc. Vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, siêu sao điện ảnh người Mỹ Stallone vô cùng nghèo nàn. Trên người chỉ còn lại 100 đô la, thậm chí còn không đủ để thuê phòng. Ông chỉ có thể ngủ lại trong xe. Lúc đó, ông đã quyết chí làm diễn viên. Ông còn vô cùng tự tin mà đến mọi công ty điện ảnh ở New York để ứng tuyển. Khi đó, ở New York có 500 công ty điện ảnh, nhưng họ đều vì vẻ ngoài bình thường và giọng nói ngọng nghịu của ông mà từ chối. Sau đó, ông viết kịch bản Gorky và đem kịch bản đi bán khắp nơi. Mọi người lại một lần nữa chế giễu, cười nhạo ông. Lúc ấy, ông đã bị từ chối 1.855 lần. Cuối cùng cũng đến một ngày, ông gặp được ông chủ công ty điện ảnh sẵn sàng quay loạt phim quyền ảnh Rocky của do ông viết. Nhưng đối phương lại yêu cầu ông không được tham gia bộ phim này. Cuối cùng, do ông quá kiên quyết nên công ty đã đồng ý cho ông diễn bộ phim này. Liệu bạn có thể đối mặt với 1.855 lời từ chối mà vẫn không bỏ cuộc như Stallone không? Bạn chưa thành công hay đã từng thất bại? Khi bạn muốn từ bỏ, hãy tự hỏi chính mình. Mình đã bị từ chối 1.855 lần chưa nhé? Câu chuyện số 2, vững chắc niềm tin. Robert và vợ Mary cuối cùng cũng leo được lên tới đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi và nhìn ra xa, những tòa nhà màu trắng xa xa nơi thành phố như biến thành một bức tranh vẽ dưới ánh nắng. Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi. Cả hai vui mừng như những đứa trẻ, khoa tay múa chân, quên đi tất cả. Đối với người ngày nào cũng làm việc quần quật, thì đây chính là một cơ hội nghỉ ngơi hiếm có. Lúc này, bi kịch mới chính thức bắt đầu. Robert hụt chân, thân hình cao lớn loạn choạng ngã về phía vực thẳm. Xung quanh là vách đá dốc đứng, không có chỗ bám víu. Rất nhanh, Mary đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vô thức, cô đã cắn chặt áo chồng. Khi đó cô đang ngồi xổm trên mặt đất để chụp ảnh phong cảnh phía xa. Đồng thời, cô cũng bị quán tính dẫn đến mép đá. Và trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô đã ôm được một cái thân cây. Robert lơ lửng trong không trung, Mary nghiến chặt răng. Bạn có tin được không? Hai hàng răng trắng nhỏ nhắn ấy lại có thể chịu được sức nặng của người đàn ông cao lớn. Mary không thể mở miệng kêu cứu. Một giờ sau, may mắn có du khách đi ngang và đã cứu họ. Lúc này, hàm răng xinh đẹp và đôi môi của Mary đã bị nhuốm đầy máu.
Có người hỏi Mary, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được lâu như vậy? Cô ấy trả lời, lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu thôi buông lỏng răng, Robert chắc chắn sẽ chết. Vài ngày sau, câu chuyện đã được truyền đi khắp thế giới. Câu chuyện số 3, sự kiên trì. Trước đây, Cơ từng là nhân viên của một tòa soạn. Lúc mới đến công ty, anh là nhân viên kinh doanh quảng cáo, anh vô cùng tự tin về bản thân. Và anh đã đề xuất với người quản lý rằng sẽ không nhận lương và chỉ nhận hoa hồng dựa trên phí quảng cáo. Người quản lý đã đồng ý với yêu cầu của anh ta. Sau đó, anh lên danh sách, chuẩn bị thăm hỏi một số khách hàng đặc biệt. Các nhân viên bán hàng trong công ty đều nghĩ rằng những khách hàng đó là không thể hợp tác với họ. Trước khi đến thăm những khách hàng này, Cơ nhốt mình trong phòng, đứng trước gương, đọc danh sách khách hàng 10 lần và tự nhủ. Trong tháng này, các bạn sẽ mua trang quảng cáo của chúng tôi. Mang theo 10 phần tự tin, anh đã đến thăm hỏi khách hàng và chốt giao dịch với 3 trong số 20 khách hàng được cho là không thể hợp tác kia. Mấy ngày sau, anh lại chốt thêm 2 giao dịch nữa và đến cuối tháng chỉ còn 1 trong số 20 khách hàng chưa mua quảng cáo của anh. Sang tháng thứ 2, Cơ không đi tìm khách hàng mới mà vẫn đi thuyết phục vị khách cuối cùng trong danh sách. Mỗi sáng, khi cửa hàng kia vừa mở cửa, anh sẽ đi vào thuyết phục họ mua quảng cáo và lần nào cũng bị từ chối. Mỗi lần họ nói không, nhưng Cơ lại giả vờ như không nghe thấy và hôm sau lại tới thăm. Vào ngày thứ 30, người chủ quán đã nói với Cơ, bạn lãng phí một tháng để thuyết phục tôi mua quảng cáo của bạn, nhưng điều tôi muốn biết bây giờ là tại sao bạn lại kiên trì làm việc này như vậy? Cơ nói, tôi không lãng phí thời gian của mình. Tôi đang đi học và bạn là giáo viên của tôi. Bạn đã dạy cho tôi phải kiên trì đến cùng trong nghịch cảnh. Doanh nhân gật đầu và nói, tôi cũng thừa nhận, tôi cũng đang đi học và bạn cũng là giáo viên của tôi. Bạn đã dạy tôi cách kiên trì dạy hết khóa học này. Với tôi điều này còn có giá trị hơn là tiền bạc. Và để thể hiện lòng biết ơn, tôi sẽ mua quảng cáo của bạn như là khoản học phí tôi trả cho bạn. Thực ra thất bại không quan trọng, quan trọng chính là chúng ta luôn có thái độ kiên trì đối mặt với khó khăn. Luôn giữ vững tinh thần kiên cường bất khuất, quyết không cúi đầu trước khó khăn. Kênh Tìm Kiếm Đầu Tư chúc bạn thành công. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã nghe hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của kênh Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.